Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi bài giảng về các kỹ năng IELTS của trung tâm ngoại ngữ Kela. Trong bài giảng ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về một giọng bài quen thuộc của kỹ năng đọc IELTS Reading. Hai phần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về giọng bài True, False, Not Given và giọng bài Sentence Completion. Vậy thì ngày hôm nay, các bạn có đoán được mình sẽ tìm hiểu về giọng bài gì không? Vâng, đó chính là giọng bài Multiple Choice. Như thường lệ, bài học sẽ bao gồm 4 phần: giới thiệu chung, phương pháp làm bài, các lưu ý và lời khuyên, hướng dẫn cụ thể khi làm giọng bài Multiple Choice. Và trong bài học ngày hôm nay sẽ có một phần game nho nhỏ ở cuối video, các bạn hãy cùng chờ đợi nhé. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu. Giọng bài Multiple Choice trong IELTS Reading là giọng bài trắc nghiệm, đưa ra các câu hỏi. Đi kèm với mỗi câu hỏi sẽ có 3 hay 4 đáp án. Giọng bài này yêu cầu kỹ năng đọc hiểu cao từ thí sinh để có thể hiểu và tóm gọn nội dung, ý nghĩa của câu hỏi và các câu trả lời được cung cấp. Để tìm hiểu kỹ hơn về giọng bài, chúng ta cùng nắm phương pháp làm bài. Bước 1. Gạch chân từ khóa của cả câu hỏi và các đáp án đi kèm. Nắm rõ thông điệp và ý nghĩa của câu hỏi và từng đáp án. Bước 2. Ta scan từ trên xuống dưới, tìm ra đoạn văn chứa thông tin của câu hỏi. Bước 3. Đối chiếu thông tin so với các đáp án đã cho để tìm ra được một câu trả lời đúng nhất. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu các lưu ý và lời khuyên khi làm giọng bài Multiple Choice. Lưu ý thứ nhất. Các câu hỏi của giọng bài Multiple Choice hầu hết được sắp xếp theo trình tự đoạn văn. Câu nào hỏi trước sẽ được xuất hiện trước. Câu hỏi và đáp án trong giọng bài này thường được paraphrase lại. Vì vậy, thí sinh cần nâng cao kỹ năng đọc hiểu để đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm thông tin. Các đáp án sai trong giọng bài Multiple Choice thường là sai một phần, sai một chi tiết nào đó so với thông tin thực tế trong đoạn văn. Vì vậy, thí sinh có thể sử dụng phương pháp loại trừ để tìm ra được một đáp án đúng nhất. Hãy cùng đến với phần hướng dẫn cụ thể khi làm giọng bài này. Bài đọc hôm nay được trích trong sách Cambridge IELTS 9, bài đọc số 3, Test 2. A neuroscientist reveals how to think differently. Các bạn hãy cùng dừng video bài giảng và thử làm bài tập này nhé. Nào, hãy cùng đến với phần hướng dẫn giảng giải cụ thể của bài đọc nhé. Câu số 27. Neuroeconomics is a field of study which seeks to. Đọc câu hỏi ta hiểu ý chính của câu là Neuroeconomics là một lĩnh vực học thuật, tìm kiếm hay nghiên cứu về. Và ta cần tìm ra đáp án để hoàn thành câu này. Có thể không hiểu nghĩa của từ Neuroeconomics mà chỉ cần xác định được đây là từ khóa trong câu hỏi và mình sẽ tìm từ này trong bài. Đây là câu hỏi đầu tiên nên khả năng cao thông tin sẽ xuất hiện ở đầu. Và đúng như vậy, bằng kỹ thuật đọc lướt, scanning, ta nhìn thấy từ này ngay đoạn 1 của bài đọc. To the field known as neuroeconomics, which studies, tương đương với cụm neuroeconomics is a field of study which trong câu hỏi. Vậy nên thông tin để trả lời cho câu này chắc chắn nằm sau đó. Đọc xong thông tin, ta quay trở lại các phương án trả lời. Giữa 4 phương án, thông thường ta sẽ loại được ngay 2 phương án sai, chỉ còn phân vân giữa đáp án đúng và phương án gây nhiễu mà thôi. Trong câu này, với phương án A, ta không thấy đề cập đến Brain Chemistry High Scientist. Phương án B tương tự, không thấy đề cập tới Good Decisions, nên loại bỏ. Tới phương án C, ta thấy từ Achievement, thành tích, thành tựu tương đương với Success, thành công, tính từ Competitive
và danh từ competitors cùng xuất phát từ động từ compete mang nghĩa cạnh tranh. Vậy nên, in competitive fields, trong những lĩnh vực có tính cạnh tranh, tương đương với in an economics, environment that demands, do things differently from competitors, trong môi trường kinh tế đòi hỏi có những khác biệt so với đối thủ. Vậy nên phương án C có nội dung giống với thông tin trong bài. Phương án B là phương án gây nhiễu, vì thầy có thông tin trong bài ở dòng thứ 2 của đoạn 1. Firing patterns of neurons in specific parts of brain. Tuy nhiên thông tin này lại xuất hiện trước đó và không liên quan đến neuroeconomics. Vậy đáp án là C. Kinh tế thần kinh học, nghiên cứu về cách não bộ liên quan tới những thành công trong lĩnh vực có tính cạnh tranh cao. Hãy cùng đến với câu hỏi số 28. According to the writer, iconoclasts are distinctive because... Đọc câu hỏi, ta xác định được hai từ khóa là iconoclasts và distinctive. Trở lại bài đọc, ta thấy ở đầu đoạn văn thứ hai có cụm iconoclasts are different from, trùng khớp với câu hỏi, với từ distinctive tương đương với different, khác biệt. Ta thấy cụm more precisely, một cách chính xác hơn, nghĩa là sẽ được giải thích rõ ràng hơn. Vậy nên thông tin đằng sau cụm này sẽ cung cấp cho ta câu trả lời, chính là phần gạch đỏ trong hình. Quay trở lại các phương án. Ta dễ dàng loại bỏ phương án C và D khi personalities và decisions không hề được nhắc tới trong bài, mà từ khóa ta cần tìm là brains, xuất hiện trong phương án A và B. Phương án B ta thấy có những từ khóa trùng với thông tin trong bài là brains và different. Tuy nhiên trong bài là different in three ways, nhưng trong câu hỏi lại là function differently. Liệu vậy nên ta phải kiểm tra bằng cách tiếp tục đọc xuống câu dưới. Each of these three functions. Từ ways đã được thay thế bằng functions, nên different in three ways hoàn toàn tương đương với different in three functions. Từ đó ta thấy phương án B có nội dung giống trong bài. Khi đọc đến đây, ta cũng sẽ nhận ra phương án A chính là phương án gây nhiễu. Khi ta thấy một phần nội dung của phương án này trong cụm a different circuit in the brain, tuy nhiên nếu như trong bài là utilize, sử dụng, thì trong câu A là create, tạo ra, chỉ một từ khác biệt thôi đã khiến A không phải là câu trả lời cho câu hỏi. Vậy nên đáp án là B. Người có tư duy đột phá khác biệt vì não bộ của họ hoạt động khác biệt. Câu số 29. According to the writer, the brain works efficiently because... Khi đọc câu hỏi và các phương án trả lời, ta xác định được đoạn chứa thông tin cần tìm sẽ nằm trong đoạn 3, vẫn theo trình tự từ trên xuống dưới. Tuy nhiên khác với các câu hỏi trước chỉ nằm trong một hai dòng, thì lần này các từ brain, work, efficiently, eyes, interprets, energy và past experience tương đương với previous events xuất hiện trải dài từ 6 dòng, đoạn được gạch đỏ trong hình. Đọc xong thông tin trong bài, quay trở lại các phương án, ta thấy ở phương án A có từ eyes giống như trong bài và quickly tương đương với quickest way possible. Nhưng trong bài không phải brain sees eyes quickly. Não bộ sử dụng mất nhanh, mà là brains interpret information quickly from eyes. Não bộ diễn giải nhanh thông tin nhận từ mắt, nên phương án này sai. Tương tự với phương án B, ta thấy từ interpret giống hệt trong bài và data tương đương với information, nhưng không phải brain interprets data logically, diễn giải thông tin một cách logic, mà là quickly, nhanh, nên phương án này cũng sai. Tới phương án C, ta thấy energy xuất hiện trong cùng một câu với các từ khóa của câu hỏi là work efficiently, khiến ta dễ nghĩ đây chính là đáp án đúng. Tuy nhiên đây chính là phương án gây nhiễu của câu hỏi này, khi trong bài là it has a fixed energy budget, nghĩa là não bộ có một nguồn năng lượng cố định không đổi, thì trong phần C lại là generates its own energy, nghĩa là tự tạo ra năng lượng cho chính nó, vậy nên không khớp với thông tin trong bài. Phương án D có từ previous events, sự kiện xảy ra trước đó, tương đương với past experience, kinh nghiệm quá khứ, và
draw on tương đương với rely on, dựa vào. Nếu như không biết nghĩa của cụm draw on thì dựa vào ngữ cảnh cũng có thể dễ dàng đoán được. Vì vậy, đáp án là D. Não hoạt động hiệu quả là do nó hoạt động dựa vào những sự kiện của quá khứ. Trong câu này, đáp án đúng lại là đáp án ở vị trí xa nhất với nội dung chính của câu hỏi so với các phương án còn lại, và còn không có từ khóa nào trong đáp án giống hệt trong bài nữa. Rất thú vị phải không nào? Câu số 30. The writer says that perception is... Chúng ta thấy câu này có thể hỏi về một định nghĩa, một khái niệm của perception, thể hiện qua perception is. Chúng ta cần tìm đoạn văn chứa thông tin về perception, đó là phần cuối đoạn thứ 3. Chúng ta có thể dùng phương pháp loại trừ để tìm ra đáp án đúng. Với đáp án A, chúng ta thấy trong bài xuất hiện cụm từ photons or sound waves. Tuy nhiên, cụm từ này đã được gắn với cụm more than ở trước đó. Có thể hiểu rằng khái niệm perception không chỉ gồm có photons và sound waves, mà còn nhiều hơn, rộng hơn, tổng quát hơn thế nữa. Vì vậy chúng ta loại đáp án A. Tương tự với đáp án B, trong bài xuất hiện cụm từ a product of what your eyes or ears transmit. Với eyes or ears tương đương với sense trong câu hỏi, có nghĩa là giác quan. Tuy nhiên, cũng theo bài đọc thì perception is not simply, không chỉ là sản phẩm của các giác quan. Vì vậy chúng ta loại đáp án B. Tiếp theo chúng ta có từ aware tương ứng với từ conscious trong đáp án D. Cả hai đều mang nghĩa là nhận thức. Tuy nhiên theo bài đọc thì chúng ta hardly ever aware, hiếm khi nhận thức được quá trình này. Từ hardly lại trái nghĩa với từ usually trong đáp án D. Vậy nên chúng ta loại. Cuối cùng, chúng ta thấy bài đọc có ghi rằng perception is a product of the brain. Từ product ở đây có nghĩa tương tự như result trong đáp án C, đều có nghĩa là sản phẩm, kết quả. Vì vậy, đáp án C là đáp án đúng. Nhận thức là một sản phẩm của bộ não của chúng ta. Với câu cuối cùng, câu số 31. According to the writer, an iconoclastic thinker. Đây là một câu hỏi khó. Để tìm được đáp án đúng thì cần phải nắm được nội dung, chứ không chỉ dựa vào so sánh từ ngữ đơn thuần. Trước hết chúng ta thấy câu hỏi này là về iconoclastic thinker, một cách diễn đạt khác của iconoclast. Tuy nhiên, iconoclast lại là chủ đề chính của bài đọc, một từ được sử dụng xuyên suốt. Vì vậy chúng ta chỉ có thể suy đoán rằng câu hỏi chứa câu 31 sẽ rơi vào đoạn ngay sau đoạn của chứa câu 30, tức là đoạn thứ tư trong bài đọc. Chúng ta thấy đáp án B có nhiều cụm từ tương ứng xuất hiện. Work around tương ứng với avoid, tức là tránh một thứ gì đó bằng cách làm khác đi. Cụm từ work around theo nghĩa đen là đi đường vòng. Perceptual và cognitive đều là tính từ liên quan đến nhận thức. Nhưng shortcut, tức là lối tắt hay sự rút gọn, lại không đồng nghĩa với trap, tức là cạm bẫy, mối nguy hiểm tiềm tàng. Vậy, đáp án B có phải là đáp án đúng? Ở đây, chúng ta cần phải hiểu được nội dung bài đọc cụ thể của hai đoạn 3 và 4. Câu 30 đã cho ta thấy, perception is a product of the brain. Vì vậy, perceptual shortcuts có liên quan đến brain, bộ não. Quay trở lại đoạn 4, trong đoạn có thông tin, there, iconoclasts, brain do not fall into efficiency pit. Pitfalls. Ở đây chúng ta thấy pitfall đồng nghĩa với trap. Và not fall into pitfall sẽ đạt một ý tương tự như avoid trap, tránh không rơi vào bẫy. Như vậy chúng ta có thể khẳng định rằng B là đáp án đúng. Những người có tư duy đột phá sẽ tránh được những cạm bẫy về nhận thức do chính bộ não của họ tạo ra. Với câu hỏi này, chúng ta chú ý rằng các đáp án khác đều chứa các từ có xuất hiện trong bài đọc. Đáp án A có từ centralize, tương ứng với central trong bài đọc. Đáp án C có từ brain, hardwire, learn. Đáp án D có opportunity. Tuy nhiên, nếu đọc kỹ câu hỏi cũng như câu trong bài đọc có chứa những từ trên, chúng ta không thấy có sự trùng khớp hay phù hợp về mặt nội dung. Vì vậy, có thể loại các đáp án này. Vậy là chúng ta đã cùng làm xong phần hướng dẫn, làm bài dạng bài multiple choice.
Nếu có từ mới xuất hiện trong bài giảng thì các bạn hãy nhanh chóng nốt lại và cùng học nhé. Vâng, và để kết thúc bài giảng ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với một trò chơi khá quen thuộc. Đó chính là Who Wants to be Millionaire? Các câu hỏi sẽ liên quan đến kiến thức chung về IELTS. Các bạn đã sẵn sàng chưa nhỉ? Chúng ta hãy cùng trả lời các câu hỏi nhé. Are you ready? Let's begin. Question number one. What are the minimum number of words you should write in the writing test for task 1 and task 2? Yes, the answer is B. The minimum for task 1 is 150 and task 2 is 250. Don't write less, otherwise you will lose marks. There is no maximum. Next. Question number 2. How many minutes is the IELTS speaking test? And the answer is C. It is at least 11 minutes, but no more than 14. Next, question number 3. Question number 3. How many times can you listen to the audio in the IELTS listening test? Once, twice, two times, or as many as you need? Of course, it's A. The recording gets played just once. Twice and two times are the same. Question number 4. Question number 4. What will you normally hear in the last section of the IELTS listening test? And the answer is D. The last section is the most difficult, and it's one person giving a lecture or talk. For example, a university lecturer. And the last question. How long does the test result remain valid after taking the exam? A, B, C, or D? And the answer, of course, 2 years. The IELTS test partners cannot confirm the validity of the test results that are more than 2 years old. And that is the end of our game. Congratulations! Bravo! Vậy là bài giảng về dạng bài tập Multiple Choice trong kỹ năng đọc IELTS đến đây là kết thúc thật rồi. Các bạn hãy ôn tập kỹ và áp dụng kiến thức vừa học để hoàn thành các bài tập nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo của Trung tâm Ngoại ngữ Kayla.